tôi rất là đam mê cái dòng xe này. Khối phân lớn. Lại ra chân đất này cũng chỉ hợp với mấy cái xe sắt vụn này thôi. Nhưng mà đéo được rồi. Nhưng mà rất tiếc. Đéo được rồi. Chân anh quá ngắn. Ê. Ôi còn được cả tấc cả cái gang tay này. Ôi không thể chấp nhận nổi. Ở đời sống phải biết tìm những cái gì nó thuộc về mình các bạn ạ. Phải hợp với mình. Tạo nên phong cách. Xin chào tất cả các bạn, bọn mình đang có mặt tại thủ đô Praha buổi tiệc trong một ngày đầy nắng và gió. Nắng và gió đúng luôn ấy. Hôm nay thời tiết khá lạnh. Ăn vợ chồng mặc ít đồ nên hơi lạnh. Nên bây giờ cứ phải tìm chỗ nắng đứng cho nó ấm. Ở bên này người ta cũng rất là thích phơi nắng. Và bây giờ mình đã hiểu tại sao mà thích phơi nắng như thế. Nắng ở đây rất là thích. Và mình đã ở tiệm rất là nhiều lần rồi, nhưng mà lần này thì mình có cơ hội được các bạn đi chơi cùng bọn mình. Và ngày hôm nay cũng là ngày cuối cùng hai vợ chồng mình ở châu Âu rồi. Thế nên hai vợ chồng mình quyết định là sẽ thưởng thức trọn vẹn một ngày ở đây, để xem là thành phố này có thú vị hay không. Let's go. Hiện tại thì bọn mình đang có mặt tại trung tâm của Praha. Ở trong phần 1 thì bọn mình đã đưa các bạn đi tham quan một số những cái địa danh thắng cảnh nổi tiếng của thành phố Praha rồi. Nên là phần 2 này mình sẽ đưa các bạn vào trung tâm để đi xem một số những cái triển lãm hay là những cái viện bảo tàng. Bởi vì ở thành phố Praha thì người dân ở đây họ cũng là những người rất yêu nghệ thuật, cho nên là ở trung tâm thành phố cũng có rất nhiều nơi đến để tham quan những thứ độc đáo và thú vị. Vậy thôi. Mó mó gì vào không? Wow. Hút máu, bị vợ hút máu lần thứ N trong đời. Em muốn đến gần bên anh, em muốn ghi điểm. Anh vẫn đến làm bữa tiệc của em di chuyển. Họ nhận ra nhạc từ loa và họ chi tiền. Anh nhận ra và vượt qua như là phi thuyền. Tôi nghĩ là các bạn, sau chuyến này về hai vợ chồng tôi sẽ quyết định là start up thu mua sắt vụn. Tất cả các bạn là nhà có sắt vụn đấy, bán nè. Ai sắt vụn bán nè, tôi làm nguyên viện bảo tàng. Kìa. Tôi rất là đam mê cái dòng xe này. Khối phân lớn. Lại ra chân đất này cũng chỉ hợp với mấy cái xe sắt vụn này thôi. Nhưng mà rất tiếc. Đéo rồi. Chân anh quá ngắn. Ôi còn được cả tấc cả cái gang tay này. Ôi không thể chấp nhận nổi. Ở đời sống phải biết tìm những cái gì nó thuộc về mình các bạn ạ. Phải hợp với mình. Tạo nên phong cách. Đùa thì thôi. Chứ thật ra là cái xe này bình thường. Xe mà sinh ra để dành cho tôi ấy. Jeep Pink. Gangster nó phải đi xe này. Đấy, dáng em thì hợp với mấy cái xe này thôi. Được chứ, hợp với chứ. Bao nhiêu loại xe, siêu xe, tốc quá các kiểu. Tôi lại chọn đây một dòng xe rất phù hợp với dáng mình, nhỏ nhỏ, xinh xinh, vừa đủ. Ngồi thử nổ, thử máy nghe, thử tiếng bô nào. Nghe thử tiếng bô xem có hay không nào. Được đấy, được đấy. Hay đấy, tiếng hay, sao hay đấy. Cười.
rồi, chưa. Ủa, quay cho vật xuyên hùng này. Wow. Được lên đấy, chụp cho em một kiểu ảnh đẹp, thử chào em nào. Úi dồi ôi, rồi bây giờ đứa nào là đứa chân ngắn. Úi dồi ôi. Ừ, mình thì chân dài, ừ mình chân dài lắm. Bê đeo đi. Quyết định chọn con này. Hèn vãi luôn. Hèn. Bây giờ đây mình yêu thích nhất. Xứ sở đồ chơi. Ngoài những vẻ đẹp rất là đặc trưng của tiệm khắc của Praha ra thì ở đây còn có một trung tâm thương mại của người Việt. Và đây là một cái nơi mà vợ mình rất là thích đến. Vợ mình bị nghiện đến đây mỗi khi đến tiệm. Hình như con này thích đi chợ hay sao ấy. Mua cho mấy cái sạp hàng này bán nhá. Bây giờ thì bọn mình sẽ đi ăn phở để xem là phở của tiệm có ngon hay là phở của Việt Nam không. Ở đây rất là nhiều người Việt. Wow. Nghe mùi thì có vẻ là giống phở Bắc. Ừ, giống phở Bắc mà. Ngon chứ. Bên đây là vị Bắc. Thử xem nào, ngon không? Ngon chứ. Ngon. Siêu ngon luôn ấy. Ăn phở ở đây ngon hơn ở bên Pháp ấy, tại vì ở bên Pháp thì nó hơi ngọt ngọt. Còn ở đây là vị chuẩn. Chuẩn bị bắt. Đây là một quán chè siêu siêu ngon ở bên Việt. Mình ăn gần khi là con ngon nào. Đi thôi. Đây là anh Hiếu, làm ở phòng vé ở chợ Sapa. Lần nào mình đây mà chả thấy mời Minh Chí gì cả. Em lỗi thời rồi, em không được mời nữa. Chắc là vợ chồng em. Lần nào sang chợ Sapa cũng phải sang chào anh Hiếu. Anh Hiếu là một người rất là dễ thương ở Sapa. Mọi người sao sao ba thì nhớ liên lạc với anh Hiếu nhé, để anh Hiếu dẫn đi chơi. Hiếu dễ thương lắm. Nên các bạn phải Facebook anh Hiếu nhé. Bất kể như tài từ điện ảnh. Bất kể gì đến Praha, cần thông tin, cần vé hay là cần đi đâu, thông tin gì ở Praha này thì okay, tìm anh Hiếu. Em đi ạ. Okay. Em chào anh ạ. Em đi đây. Bye bye. Bye bye. Yeah, điểm đến tiếp theo sẽ là một cái nơi mà mình rất thích. Vẫn nhau đi bạn nhé. Sợ. Bây giờ
thì bọn mình sẽ đặt súng ở đây để xem là chọn loại súng nào, và bạn mình sẽ chọn một khẩu súng ngắn và hai khẩu súng máy, chắc để vệ tí để xem như nào. 1.800 euro tương đương với 1.800.000 đồng. Mình sẽ bắn cái gói basic ở đây, gói basic standard 7.6 1.800. Gói basic này thì nó sẽ cho mình 4 khẩu, khẩu Glock 17, một khẩu một khẩu súng Colt, một khẩu M4 và một khẩu AK-47. Trước khi vào bán thì người ta sẽ vào cho mình hướng dẫn mình sử dụng súng trước để xem là cái cách dùng nó như thế nào. Vừa rồi thì anh không cho quay cái cách anh hướng dẫn mình, vì là ở đây một số vấn đề về bản quyền ấy, người ta không muốn bị lộ cái bí kíp của người ta ra nên là người ta không cho quay cái cách mà người ta dạy mình bắn. Một số cái cách dạy bắn súng rất là cơ bản thôi, là giới thiệu cái hãng súng đấy là súng gì, của nước nào sản xuất và cách sử dụng nó như thế nào, cách mình ngắm bắn như thế nào. Ở đây có một cái yêu cầu bắt buộc là phải đeo bảo vệ tai, vì súng nổ rất là to nên là mình phải đeo bảo vệ tai vào trước. Ai cũng phải đeo và phải đeo kính để chống cái vỏ đạn nó văng vào mắt. Oh my god. Ui. Ok. Ui, đúng đấy. Stay arms. May I? Yeah. Ready. Okay. Okay. Straight. Lean forward. Yes. Straight. Fire. Xem là mình bắn đúng chuẩn đúng nhá. Trượt một phát, trượt hai phát. Ôi. Bây giờ mình sẽ bắn khẩu thứ hai là súng côn. Rồi. Khẩu này bắn khó quá. Khẩu này bắn nó giật hơn khẩu kia bao nhiêu ấy. Quá. Rồi, tuy giật nhưng mà khẩu này bắn khá hơn. Trượt một vết. Một phát bắn mặt. Ghê. Rồi, trượt một phát, trượt hai phát, trượt ba phát, bắn nó một phát vào đây, 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 trượt mất hai phát ở ngoài. Bây giờ mình sẽ đến khẩu cuối cùng, AK-47, AK Cụ Hồ, AK-47. Yes. Thank you.
Nặng vậy đã. Rồi, mang tính chất thiện xạ đấy chứ. Bắn súng được 2 phát. 3, 4, 5, 6, 7. Này đủ biết là bắn chết rồi. Nó phải gọi là phê vãi đái. Đã. Lần nào mình đến Praha mình cũng phải đi thử bắn ở đây. Cho nên là nếu mà mọi người mỗi lần mà đi sang châu du lịch thì nên thử cái trải nghiệm này. Ở Việt Nam không có, rất là thú vị. Praha Amuni.